Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì gió đông bắc vẫn duy trì cường độ mạnh ở trên biển. Vùng chịu tác động quý vị có thể thấy là rất là rộng, hầu khắp các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi, từ bắc trở vào nam. Cụ thể với vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, trong ngày hôm nay thì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 biển động và sóng cao từ 2 cho đến 4m50. Tiếp đến, khu vực ven bờ từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, trong ngày hôm nay cũng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động và sóng cao từ 3 đến 5m50. Với cấp sóng gió như vậy, các tàu khai thác đánh bắt có công suất nhỏ có khả năng bị ảnh hưởng. Thêm nữa, trời còn có mưa dông, tầm nhìn xa giảm thấp và không loại trừ khả năng đi kèm với cả lốc xoáy nguy hiểm. Ra ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng có gió mạnh. Quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động và sóng cao từ 3 đến 5m50. Còn quanh khu vực huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, cấp 7, giật cấp 7, cấp 9 biển động và độ cao sóng từ 2 cho tới 4m và trời còn có mưa dông. Với khu vực đất liền Trung Bộ, sang đến ngày hôm nay thì mưa đã giảm hẳn, lũ trên các sông cũng đang xuống dần. Trong chiều nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Đồng Hới, trời tạnh ráo và nhiều mây, nhiệt độ trong khoảng 25 đến 26 độ. Còn từ Huế xuống đến Nha Trang, trời vẫn có mưa, tuy nhiên là mưa nhỏ, nhiệt độ trong khoảng 27 đến 29 độ. Riêng tại Phan Thiết trời còn có nắng, nhiệt độ cao hơn 32 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những diễn biến thời tiết mới nhất trong bản tin thời sự tiếp theo.